Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Alien Game. Như đã thông báo trên tab cộng đồng YouTube và Facebook của mình thì ngày hôm nay mình sẽ làm một series ngắn về developer. Trong phần 1 ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn biết về developer mini world, ai là developer và làm cách nào để trở thành một developer. Ok, và trước khi đến với video, các bạn nhớ cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè và bấm nút subscribe để chuông đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần intro. Rồi, đầu tiên developer là gì? Thì developer là cách gọi của một lập trình viên, hay còn được hiểu là kỹ sư phần mềm. Đây là người sử dụng các ngôn ngữ lập trình của máy tính. Có thể nói, developer chính là người chỉ huy, xử lý các đoạn mã lập trình để sáng tạo ra các phần mềm máy tính hoàn chỉnh nhất. Họ là chiếc chìa khóa để mở ra sự phát triển của bất kỳ những ứng dụng phần mềm nào. Còn đối với developer của MiniWorld thì cũng tương tự như vậy. Các bạn sẽ là người tạo nên những con map cực đẹp rồi kết hợp với các ngôn ngữ lập trình có sẵn của game, hay còn được gọi hay là biết đến là trigger, để tạo nên những chế độ chơi hấp dẫn, sáng tạo, giúp nâng cao khả năng tư duy của người chơi và giúp Mini World ngày càng phát triển nội dung mới mẻ và thú vị hơn. Về lịch sử của developer Mini World, được đưa vào thử nghiệm vào tháng 1 năm 2020 trên các khu vực phiên bản quốc tế, là phiên bản hiện tại mà chúng ta đang chơi, với 5 thành viên của mỗi khu vực, là những bạn builder tiềm năng với rất nhiều những con map có lối chơi thú vị và sáng tạo. Về 5 thành viên của khu vực Việt Nam là những bạn cũng vô cùng tài năng. Đầu tiên là chúng ta có vị trí của bạn Siro, một YouTuber đã khá nổi tiếng, và kèm với đó là trình độ bắt cua vốn có cùng với con map bắt cua huyền thoại bước nhảy không gian, hiện tại đã được 286,4 vạn lượt tải. Trận chiến TNT hay gần đây nhất là map thể loại Bedwars chuẩn chỉ nhất trong tất cả các map cùng thể loại mình thấy trong thời điểm hiện tại. Tiếp theo, thành viên thứ hai là bạn Arthur, cũng là một thành viên của Director Team, một bạn đã quá nổi tiếng với những con map PvP đỉnh cao với rất nhiều những chiêu thức hấp dẫn, đặc biệt là tốc độ ra map cũng cực kỳ cao, và trong thời điểm hiện tại còn được biết đến với danh hiệu là ông trùm búp bê với rất nhiều những mô hình búp bê vô cùng sáng tạo và cute luôn. Thành viên thứ ba cũng là một ông trùm lớn khác nữa, đó chính là bạn Angel Hero, với rất nhiều những công trình thế kỷ vừa to lại vừa đẹp. Tính về thời gian chơi Mini World thì có thể nói đây là một người chơi lâu năm và rất nhiều kinh nghiệm trong việc build công trình và sáng tạo không ngừng nghỉ, và tốc độ ra map cũng cực kỳ cao. Thành viên thứ tư thì chắc chắn nhiều bạn cũng không biết và mình cũng vậy, đó chính là bạn Killer Bean. Vì trong thời gian mà developer đưa vào thử nghiệm thì bạn này phải đi nghĩa vụ quân sự, cho nên là bạn cũng không có nhiều thời gian để tham gia và tụi mình cũng không có nhiều thông tin về bạn đó luôn. Thành viên cuối cùng không ai khác đó chính là mình, Alien Game, được trang bị thông minh tài năng du lịch cấp vũ trụ. Riêng với quan điểm cá nhân của mình thì mình không thích đụng hàng, cho nên là luôn suy nghĩ những ý tưởng thật là mới, thật là khác biệt nhưng cũng vô cùng thú vị, tạo giá trị mới cho Mini World và những con map nổi bật gần đây nhất như là Chiến Thần Lạc Hồng, Hero Tank hay Sky Farm Simulator. Và qua 5 thành viên đầu tiên thì các bạn cũng có thể thấy mục đích của developer Mini World chính là tạo nên những giá trị mới, sáng tạo không ngừng và nâng tầm trình độ kết hợp với tài năng cũng như tư duy của mỗi cá nhân, tạo nên một cộng đồng sôi động và cùng phát triển. Tiếp sau đó, vào tháng 4 và tháng 5 thì có đợt developer thứ hai, cũng quy tụ rất nhiều những bạn builder tiềm năng khác, và nổi bật trong đó chính là bạn Thiện DZ, cũng là một thành viên của Director. Thiện cũng có rất là nhiều những map đặc biệt, cũng như là được biết đến với trình độ build pixel cực đỉnh qua những cây súng nè, những tấm pixel tranh rất là to, chứ không phải là xài rip nha, hoàn toàn là build. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có đợt 2 là đợt startup đầu tiên với tiêu chí là 4.000 độ nổi tiếng và có những map tuyển chọn cộng với việc phải đăng ký trên trang startup để xét duyệt. Và ở trong đây thì chúng ta cũng có hai thành viên, đó chính là trong đợt startup 2, đó chính là anh Sầu Đời cũng như là bạn Nam Gaming. Và với việc này, với việc chỉ tiêu cao như thế này thì cũng là một phần khó đối với các bạn để đủ điều kiện trở thành một developer trong thời điểm đó. Không phải bạn builder nào chúng ta cũng đủ tiềm năng hay là tư duy sáng tạo để trở thành một developer giống như là những bạn đã đạt được trong đợt startup, đúng không nào? Nhưng mà các bạn cũng đừng lo, vì hiện tại theo công bố mới nhất từ chị Thỏ Mini là từ tháng 8 năm 2020, để trở thành một developer của Mini World thì cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần có cho mình 3.000 độ nổi tiếng thì sẽ nhận được thư từ Mini Captain và có thể trở thành một developer ngay lập tức luôn. Cho nên bạn nào đã đủ chỉ tiêu trên rồi thì các bạn hãy kiểm tra ngay trong hộp thư trong game của mình nha, để xem là mình đã nhận được thư từ Mini Captain chưa. Còn bạn nào chưa nhận được thì các bạn
hãy cố gắng build tiếp tục map. Tại vì 3.000 độ nổi tiếng thì cũng khá là nhanh thôi. Các bạn chỉ cần tạo khoảng vài con map, đạt được 1-2 vạn được tải là đủ rồi. Ok, vậy thì khi trở thành một developer các bạn sẽ có những lợi ích gì? Đầu tiên thì các bạn cũng có thể thấy rồi ha, chúng ta sẽ có khả năng mở shop developer trong map cá nhân của mình, bán vật phẩm bằng đậu nè hoặc bằng xu, tạo doanh thu cho map. Hãy nhớ sử dụng shop một cách hợp lý để người chơi sở hữu tất cả các vật phẩm đồng đều với nhau. Nghiêm cấm sử dụng các vật phẩm pay to win để tránh việc gây mất cân bằng game, làm mất đi tính chất cũng như là giá trị nhân cách con người. Thứ hai, các bạn sẽ được hỗ trợ kỹ thuật về các công cụ để sáng tạo map, kèm với tăng giới hạn lưu trữ, map theo cấp độ tín nhiệm, giúp bạn có thể tạo ra nhiều dự án cùng một lúc, tăng khả năng tư duy và sáng tạo không ngừng để phát triển trình độ bản thân. Thứ ba, cung cấp tổng đài phân tích dữ liệu Mini Center giúp bạn kiểm tra map và doanh thu một cách tốt nhất trên trang chủ từ lượt tải, doanh thu và quản lý cho từng map. Thứ tư, quảng bá trên thư viện mini hoặc trở thành map tuyển chọn giúp bạn tăng doanh thu một cách hiệu quả nhất. Tất cả map của developer đều sẽ được ban thẩm định của Mini World kiểm tra chất lượng, góp ý chỉnh sửa giúp developer cải thiện một cách tốt nhất. Ok, và để tránh việc video này quá dài, các bạn không nắm được hết nội dung chính thì mình sẽ kết thúc phần 1 tại đây. Và tóm lại, thì từ ngày hôm nay các bạn để trở thành một developer của Mini World cực kỳ đơn giản. Các bạn chỉ cần có cho mình là 3.000 độ nổi tiếng thì sẽ nhận được thư từ Mini Captain và có thể trở thành một developer ngay lập tức luôn. Cho nên các bạn nào đã đủ chỉ tiêu rồi thì hãy kiểm tra lại trong hộp thư của mình nha. Còn bạn nào chưa đủ thì tiếp tục build map và đầu tư để chúng ta đạt được 3.000 độ nổi tiếng. Còn đối với những bạn nào đã nhận được thư từ Mini World rồi và làm cách nào để liên kết tài khoản ID của mình với Mini Center thì các bạn hãy chờ đón vào phần 2 nha. Cảm ơn các bạn đã xem video đến giây phút này, và nếu như các bạn thấy hay, các bạn hãy cho mình xin một like, chia sẻ với bạn bè, bấm vào nút subscribe, nút chuông đăng ký, chọn tất cả để không bỏ lỡ những clip trong tương lai nha. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye, see you again. Tạm biệt.